Rồi ok, mình chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Nước Lúa Miền Tây ha. Thì ở video trước á, mình có chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cách mà thanh toán cái thẻ tín dụng trên app Saranbay ha. Mà mình chưa có hướng dẫn cái cách mà thanh toán thẻ tín dụng trên app Emerkin. Đó, thì video hôm nay Lúa xin chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cách mà để mình thanh toán cái thẻ tín dụng này. Đó, khi mình sử dụng hay là mình rút tiền mặt hay là mình quẹt thẻ ha, và mình có thể trả lại luôn, không cần phải đến ngân hàng, và các bạn có thể tự thanh toán trên tài khoản của mình ha. Rồi làm như thế nào á, thì mời các bạn theo dõi video mình, và sẵn tiện mình cũng chia sẻ luôn cái cách để mà sử dụng cho cái thẻ tín dụng này nó được an toàn hơn. Nếu mà các bạn không có nhu cầu sử dụng thì các bạn có thể lên ngay app Emerkin để các mình có thể tự khóa cái thẻ này và người ta không thể xâm nhập được cái thẻ ha. Rồi mời các bạn theo dõi video mình làm như thế nào, thì mời các bạn theo dõi nha. Mình bắt đầu thôi các bạn. Rồi chào cả nhà ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập vô app Emerkin để mình tiến hành thanh toán cái thẻ tín dụng của mình đang bị dư nợ như cả nhà. Thì đây là trang chủ chính ha. Khi mình đang làm vô, mình sẽ nhấp vô dấu X để bỏ cái hình này. Và xong, có hai cách để đăng nhập, một là nhập vào khẩu ngay chỗ này và hai là nhập vân tay ở bên dấu góc trái nè. Đó. Mình sẽ nhấp vô ha. Rồi, mình sẽ dùng vân tay mình để nhập mở khẩu ha. Rồi, đây nó sẽ đưa mình vô bên trong ha cả nhà. Và đây là số tiền hiện tại của mình có 5 triệu mấy nè trong tài khoản của mình. Bây giờ mình sẽ dùng số tiền này mình để mình thanh toán thẻ tín dụng của mình nha. Đó, mình sẽ kéo sang bên phải ha. Đó. Và đây, cái dư nợ mình cần phải thanh toán là 968.663 đồng. Đó, mình sẽ nhấp vô một là xem chi tiết để mình coi cụ thể hơn ha. Đó. Thì đây, chi tiết cụ thể của thẻ mình. Thẻ mình tín dụng là thẻ GCB ha. Và dư nợ hạn mức tín dụng của mình còn được 10 triệu mấy. Và cái số tiền mình cần phải thanh toán là 900 mấy nè. Đó, mình sẽ nhấp vô mũi trên ở chính giữa để mình xem chi tiết cụ thể luôn ha. Đó, thì nó sẽ hiện lên tất cả những cái thông tin mình cần được biết ha. Gồm mà cái số thẻ, tài khoản thẻ và cái kỳ hạn thanh toán rồi dư nợ cuối kỳ đó. Đó, mình sẽ, tại hiện tại cái do cái thẻ mình đang bị khóa nên mình sẽ nhấp vô để mở khóa. Do mình không cần xài á, mình đã khóa lúc trước. Bây giờ mình sẽ mở khóa lên, mình nhấp vô vào chỗ mở website nè để mình lấy mật khẩu mở khóa lên nha cả nhà. Ok, thì sau khi mà nhấp vô website thì nó sẽ đưa mình vô cái website để mình lấy mật khẩu gồm 6 số nha. Mình sẽ nhấp vô đó để mình lấy mật khẩu 6 số như thế này. Rồi, mình nhấn ô xác nhận để mà lấy mật khẩu để mà mở thẻ mình lên. Đó, thì nó báo là thẻ mình đã mở thành công. Mình nhấp vô hoàn tất để mà mình về chỗ cái thẻ mình cần thanh toán nha. Đây, xem chi tiết nè. Đó. Này thì khi bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy ngay á, là cái thẻ mình đã được mở thành công ha. Rồi, thì bên dưới là những cái thông tin chi tiết mình cần được biết đây, và cái thẻ đang hoạt động như cả nhà. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình vô mình thanh toán. Rồi ok, các bạn lưu ý kiểm tra cái tài khoản nguồn như mình ha. Tài khoản nguồn của mình hiện tại còn 5 triệu mấy nè. Đó, thì ở bên cái tài khoản cần được thanh toán là cái thẻ tín dụng của mình, thẻ GCB ha. Đó, kiểm tra lại số thẻ mình có thể thanh toán nhằm thẻ người khác ha. Còn bên dưới là những dư nợ cụ thể. Đó, mình có thể thanh toán của tối thiểu là 100 ngàn nè. Đó. Rồi hôm nay thì mình sẽ thanh toán dư nợ tối thiểu luôn nha các bạn. Đây, mình sẽ nhấp vô số tiền bên dưới để mình thay đổi số tiền ha. Đó, mình sẽ nhấp thanh toán hết luôn là 900 mấy luôn. Đó, bên dưới diễn giải thì các bạn điền sao cũng được ha. Rồi xong, sau khi nhấp xong mình nhấn ô tiếp tục ở bên góc phải nè. Đó, các bạn nhấp vô đó. Ok, nó đưa mình tới em size và em code. Đó, thì mình sẽ nhấn vô xác nhận để mình lấy mật khẩu em size nha. Đó, test vô chỗ xanh nè. Đó, để lấy vân tay. Đó, bây giờ mình sẽ xác nhận vân tay để mà lấy mật khẩu 6 số mình chuyển tiền, nhấp vô cái test xanh. Rồi, xong, mình sẽ xác nhận lên cái nữa. Và bắt đầu chuyển thôi các bạn. Đó, hoàn tất nè, thanh toán thành công ha. Rồi, thì mình sẽ vô mình kiểm tra lại cái chi tiết cụ thể. Đó, thì hiện tại cái thẻ mình đang hoạt động, vô mình không cần thiết, mình có thể khóa cái thẻ lại bất cứ lúc nào ha. Mình nhấp vô cho khóa thẻ nè. Đó. Rồi, mình chỉ xác nhận y lúc nãy thôi. Xác nhận thì mình khóa thẻ thôi. Rồi vô chỗ nó hoàn tất. Đó.
Rồi thì ok các bạn ơi, thì vừa rồi mình đã chia sẻ đến cho quý vị và các bạn cái cách mà để mà sử dụng cái thẻ tín dụng này được an toàn hơn. À, mình nếu mà mình không sử dụng, mình có thể lên app mình phá lại ha, và mình cần thiết thì mình cũng có thể tự phá, tự mở khóa cái thẻ này lên đó, và cái cách mà để mà mình thanh toán cái thẻ tín dụng này tại nhà trên app Emakin ha. Đó thì mình sẽ giới thiệu sơ lược về những cái ưu điểm của cái thẻ tín dụng này như thế nào. Đó thì như các bạn đã biết á, sử dụng thẻ tín dụng thì các bạn cũng biết rồi á, thẻ tín dụng có nhiều loại, một là Family, hai là GCB, ba là thẻ Visa. Đó, tùy vào chức năng của từng loại thẻ mà các bạn có thể sử dụng cái dịch vụ nó khác nhau ha. Rồi riêng ưu đãi của cái thẻ tín dụng thì mình có thể là rút tiền mặt nè, rồi một thời gian ngắn mình có thể tải vô đó, mà các bạn lưu ý giúp mình khi rút tiền mặt thì các bạn có thể bị tính lãi ngay ngay từ lúc rút ha. Còn mình được ưu đãi chỗ là mình có thể thanh toán nè, thanh toán được miễn lãi 55 ngày nè, mình mua sắm nè trong các trung tâm siêu thị á mình cũng được miễn lãi nè, hay là mình có thể trả góp 0% đó, hay là các bạn cũng có thể khi mà các bạn mua bảo hiểm á, nhân thọ kết hợp dưỡng Sacombank á, Daily Life á, các bạn cũng có thể thực hiện cái chương trình đó là mình có thể trả góp khi mua bảo hiểm luôn nha, nó có ưu đãi rất lớn nha, khi mình trả góp đó thì mình sẽ không bị tính lãi đó. Rồi mình trễ hẹn thì mình bị đóng đóng lãi thôi các bạn. Rồi thì mình cũng xin phép nhiều video đây ha, thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, hy vọng là video sẽ giúp ích cho các bạn đó.